Binh lính Thái Lan diễn tập cho ngày quân đội, tin từ Bangkok. Khoảng 5.000 binh lính đã tham gia một cuộc diễn tập vào hôm nay, chuẩn bị cho ngày lễ lực lượng vũ trang quốc gia của Thái Lan. Cuộc diễn tập được thực hiện 2 ngày trước ngày quân đội vào ngày thứ Bảy, có sự tham gia của hàng ngàn quân nhân, 48 xe quân sự và 12 máy bay quân sự. Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh những người biểu tình chiếm đóng các giao lộ chính của thủ đô Bangkok trong một nỗ lực đóng cửa thành phố để lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, số lượng người cắm trại qua đêm tại một số nơi đã giảm xuống và sự cản trở lưu thông trên các tuyến đường đã trở nên lỏng lẻo. Đã có tin đồn rằng một cuộc đảo chính sắp xảy ra. Quân đội Thái Lan đã thực hiện 18 cuộc đảo chính hoặc âm mưu đảo chính trong 81 năm của nền dân chủ Thái Lan. Chính phủ đã nhiều lần bác bỏ tin đồn về một sự can thiệp quân sự, nhưng cũng đã nói nếu có đảo chính, họ sẽ chống trả.